Sáng ngày 16 tháng 11, Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cho biết đã bắt được nghi phạm gây ra vụ ném bom xăng vào nhà dân khiến 3 người bị bỏng, trong đó có 2 trẻ nhỏ. Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng xác định nghi phạm gây ra vụ việc là Nguyễn Thanh Minh, thường gọi là Tèo, sinh năm 1987, ngụ thôn Thái Thành, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình. Sau nhiều giờ tổ chức truy bắt, Công an huyện Bắc Bình đã bắt được nghi phạm Minh khi người này đang lẩn trốn tại khu vực xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Như báo Sài Gòn Giải Phóng đã thông tin, khoảng 17 giờ ngày 14 tháng 11, do có mâu thuẫn trong việc đòi nợ với chị Y, sinh năm 1992, ngụ thôn An Lạc, xã Bình An, huyện Bắc Bình, Nguyễn Thanh Minh điều khiển xe mô tô đến trước nhà chị Y rồi dùng bom xăng ném vào nhà. Vụ việc gây thương tích cho 3 người, gồm anh L, chồng của chị Y, sinh năm 1989, bị bỏng ở tay và chân, cháu Huy, cháu của chị Y, sinh năm 2022, bị bỏng nhẹ và cháu A, con ruột của chị Y, mới sinh được 4 tháng tuổi, bị bỏng độ 2, diện tích 28% vùng mặt, tay. Hiện vụ việc vẫn đang được Công an huyện Bắc Bình điều tra, làm rõ.